phát minh ra USB-C xứng đáng được giải Nobel. USB-C đã trở thành một mọt sách tiện ích tốt hơn rất nhiều các phóng viên công nghệ chúng tôi thích phàn nàn về công nghệ rất nhiều. Cho dù đó là sự xâm phạm quyền riêng tư của chúng ta, việc sử dụng AI đáng lo ngại hay cái chết của rắc cắm tai nghe, chúng ta có thể là một nhóm kén chọn. Nhưng khi dọn sạch những hộp thiết bị công nghệ cũ để bắt đầu một năm mới tươi mới, tôi không thể không biết ơn một trong những quyết định tốt nhất mà ngành công nghệ đã đưa ra trong vài năm qua. Sử dụng USB-C. Quay trở lại năm 2015, khi Apple lần đầu tiên giới thiệu USB-C vào dòng phổ thông với MacBook được thiết kế lại, tôi đã gọi nó là một cổng duy nhất để thống trị tất cả. Ngày nay, tình yêu và sự trân trọng của tôi dành cho USB-C ngày càng lớn. Trong khi dọn sạch một vài hộp các tiện ích và gizmo trước năm 2016, tôi đã phải hứng thú với việc đào bới các dây cáp ngẫu nhiên và cảm thấy như mình không bao giờ tìm được thứ phù hợp. Một cặp tai nghe có một cổng độc quyền cũng như một chiếc đồng hồ thông minh. Một điện thoại được sạc qua micro USB và một điện thoại cũ hơn qua mini USB. Một ổ cứng sử dụng cáp micro USB tốc độ cao đột biến và một micro sử dụng USB Type-B lớn hơn. Tuy nhiên, các thiết bị khác vẫn sử dụng kết nối nguồn DC đồng trục đơn giản. Đó là thời kỳ đen tối. Ngược lại, trong vài tháng qua, tôi đã sạc hơn 25 thiết bị khác nhau bằng cùng một bộ sạc chính xác điều mà tôi có thể nhớ. 4 điện thoại khác nhau, 3 máy tính xách tay, 3 cặp tai nghe, 3 cặp tai nghe, 1 cây điều khiển từ xa Nintendo Switch của tôi, máy ảnh không gương lật của tôi, 1 vài độc giả điện tử, 1 viên gạch điện, mũ bảo hiểm xe đạp, loa di động, 1 con chuột không dây, bàn phím không dây, máy bơm xe đạp di động, máy xay sinh tố. Thật nhẹ nhõm khi biết rằng khi Nintendo Switch của tôi hết pin, tôi chỉ có thể sử dụng bộ sạc máy tính xách tay của mình thay vì đi tìm đầu nối phù hợp. Hoặc nếu tôi đang có một chuyến đi xa, tôi chỉ có thể mang theo một hoặc hai bộ sạc mạnh chứ không phải là bộ sạc riêng cho từng thiết bị. USB-C mang lại sự yên tâm rất lớn. Thông thường, tốt nhất bạn nên sử dụng bộ sạc mạnh có thể giảm quy mô thiết bị của bạn, nhưng đôi khi, ngay cả khả năng sử dụng bộ sạc kém hiệu quả cũng có thể hữu ích. Trong nhiều trường hợp, tôi đã sử dụng bộ sạc điện thoại tương đối yếu để giữ cho PC của mình không bị cạn pin khi tôi không có cục sạc của máy tính xách tay bên mình. Và điều đó thậm chí không bao gồm các mục đích sử dụng theo hướng dữ liệu. Tôi đã sử dụng các USB-C tốc độ cao để kết nối máy tính xách tay của mình với CPU bên ngoài, màn hình, giao diện âm thanh, ổ cứng, máy in, tai nghe, bộ điều khiển MIDI, máy ảnh, chuột và có thể là vô số thiết bị khác mà tôi đang quên. Điều đó có nghĩa là tôi hiếm khi phải lo lắng về việc không có bộ sạc hoặc đầu nối phù hợp trong những ngày này, ngoại trừ một số thiết bị. Tất nhiên, cổng không hoàn hảo, có những điều cần cải thiện, chủ yếu ở lĩnh vực làm cho người tiêu dùng hiểu rõ bộ sạc USB-C nào có thể sạc thiết bị nào và xử lý tốc độ dữ liệu nhất định. Mặc dù điều này hiếm khi xảy ra với các thiết bị gần đây, nhưng đôi khi tôi kiểm tra một sản phẩm không sạc bằng bộ sạc USB-C công suất cao, buộc tôi phải tìm bộ sạc có công suất thấp hơn. Điều đó chắc chắn có thể gây nhầm lẫn cho những người không hiểu thông số kỹ thuật của bộ sạc, và tôi mong rằng USB-C sẽ tìm ra cách nào đó để làm cho chúng trực quan hơn cho người tiêu dùng. Và tất nhiên, không phải thiết bị nào cũng sử dụng USB-C. Một số máy tính xách tay cần nhiều năng lượng hơn so với tiêu chuẩn truyền thống có thể cung cấp, mặc dù USB-C đang nhận được sự thúc đẩy lớn về mặt này. Và đôi khi, có những thiết bị được hưởng lợi từ các loại bộ sạc khác, ví dụ một số thiết bị quá nhỏ hoặc cần thêm một lớp chống thấm. Tuy nhiên, bất kỳ cách nào bạn cắt giảm nó, chúng ta đã khá hơn rất nhiều so với cách đây vài năm. Đôi khi, ngành công nghiệp công nghệ thực hiện những thay đổi để tốt hơn, và điều đó cho thấy rằng khi các thiết bị và nhà sản xuất sử dụng các tiêu chuẩn có thể tương tác, mọi người tiêu dùng đều có lợi.
Những ngày này, tôi thẳng thừng từ chối kiểm tra bất kỳ thứ gì không hỗ trợ sạc USB-C trừ khi nó có lý do thực sự chính đáng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!